Bạn Long ở Cần Thơ có đặt câu hỏi về cho chương trình. Tôi mua bảo hiểm được 5 năm rồi, đóng phí đều đặn như vắt chanh. Đợt rồi bị trượt té đứt xương chân và yêu cầu chi trả quyền lợi, thương tật do tai nạn. Nhưng công ty yêu cầu giấy tờ xác minh như làm khó làm dễ. Không biết có phải công ty bảo hiểm đang cố tình kéo dài thời gian chi trả không? Có một câu chuyện như thế này. Có một chị đến công ty bảo hiểm muốn yêu cầu quyền lợi bảo hiểm tử vong cho mẹ chị vừa mới mất. Thì đương nhiên là trong cái giấy tờ về quyền lợi tử vong thì công ty bảo hiểm là phải yêu cầu có cái giấy chứng tử đó, hay là cái gọi là chứng lập khai tử. Thế chị này chị biết làm lên, chị bảo là chỉ có gây khó dễ thôi. Mẹ tôi mất là cả làng biết. Thế mà bây giờ đến làm cái thủ tục bồi thường thì trong lúc tang gia bối rối gia đình chưa đi làm được cái thủ tục giấy chứng tử, thì bây giờ cứ đòi phải có giấy chứng tử thì mới chi trả quyền lợi bảo hiểm là thế nào? Cái vấn đề ở đây đó, chúng ta phải nhìn từ đa chiều, từ hai phía. Từ phía khách hàng chuẩn bị những hồ sơ chứng từ theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm đối với từng quyền lợi bảo hiểm là cái việc là phải thực hiện. Tất nhiên trong câu chuyện thực tế là cũng có đôi khi là có những cái lỗi từ bên thứ ba, ví dụ như bên bệnh viện rồi là bên chỗ nọ chỗ kia cung cấp giấy tờ không đầy đủ, dẫn đến việc công ty bảo hiểm phải xác minh, phải thu thập chứng từ kéo dài thời gian hơn. Về phía công ty bảo hiểm thì khi mà nhận được những cái hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm đầy đủ thì trong vòng 30 ngày. Nhưng mà trên thực tế hiện nay ý, thì vì các công ty bảo hiểm áp dụng công nghệ mới vào cho nên là không phải câu chuyện 30 ngày nữa, mà có những cái chi trả quyền lợi bảo hiểm chỉ trong tính theo đơn vị phút, không phải 30 ngày mà chỉ còn là 30 phút. Thì biết những câu chuyện ví dụ như là có những khách hàng về Hà Nội mổ ca mà sau đó là lên tận trên một cái tỉnh phía Bắc cách Hà Nội 400-500 cây nhưng mà thiếu giấy tờ này khác, thì công ty bảo hiểm sẵn sàng là chỉ cần khách hàng làm giấy ủy quyền và xuống lại bệnh viện để tự doanh nghiệp bảo hiểm lấy những cái chứng từ giấy tờ đấy để mà bổ sung hồ sơ cho khách hàng, chi trả rất là nhanh. Hay là câu chuyện là khách hàng nhiều khi doanh nghiệp bảo hiểm muốn giấy tờ để thêm quyền lợi cho khách hàng, ví dụ quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm nó khác, giai đoạn muộn nó khác đó, thì chỉ yêu cầu thêm giấy tờ để bổ sung thêm quyền lợi thôi, chứ doanh nghiệp bảo hiểm không có lý do gì là gây khó dễ hay là kéo dài thời gian chi trả quyền lợi cả. Bởi vì kéo dài thời gian chi trả quyền lợi thì được cái gì? Mất uy tín chứ đâu phải kéo dài thời gian chi trả là được thêm cái đồng tiền gửi lãi. Cho nên bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, chi trả đúng đủ và nhanh chóng kịp thời chính là bảo vệ uy tín cho doanh nghiệp bảo hiểm. Chúng ta chỉ cần là hiểu đủ, mua đúng về bảo hiểm.